Thông tin mới nhất bắt nghi can cướp 2,2 tỷ ở trạm thu phí Dầu Dây và họ khai gì? Bắt nghi can cướp 2,2 tỷ ở trạm thu phí Dầu Dây. Sau khi cướp, hai nghi can hẹn gặp nhau ở ga Sài Gòn để chia tiền và bàn cách bỏ trốn thì bị công an ập đến bắt giữ. Các trinh sát công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đêm ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, đã bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp ở trạm thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chưa đầy một ngày sau khi xảy ra vụ việc. Việc bắt giữ thực hiện tại ga Sài Gòn. Hai người bị bắt gồm Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, quê Tiền Giang và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, quê Nam Định. Cả hai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Theo cơ quan chức năng, sau khi cướp số tiền trên 2,2 tỷ đồng ở trạm, cả hai lên xe máy bỏ chạy nhưng sau đó bị ngã. Trần Tuấn Anh bị thương ở chân, không thể tiếp tục di chuyển nên trốn ở gần hiện trường, trong khi Hoàng Nam chạy lên thành phố Hồ Chí Minh trốn. Hai nghi can liên lạc với nhau bằng điện thoại và gặp nhau ở ga Sài Gòn vào khuya cùng ngày để chia tiền và bàn cách lẩn trốn thì bị các trinh sát Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Họ bị bắt cùng tang vật gồm 100 triệu đồng, vàng và nhiều giấy tờ liên quan. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi, hai tên cướp bịt mặt xông vào trạm thu phí nằm trên địa bàn xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai, thuộc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và cướp đi một lượng lớn tiền mặt. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, hai nghi phạm có mang theo súng, mã tấu xông vào trạm thu phí uy hiếp nhân viên. Sau khi đánh gục người tại văn phòng, hai kẻ này lấy tiền từ trong két sắt và bỏ vào ba lô mang đi. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE cho biết hai nghi phạm trang bị súng, dao đã xông vào phòng kế toán vé thẻ, phòng có két sắt đựng tiền thu phí trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca. Lúc này, két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 ngày 6 tháng 2. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định sau khi dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây cướp hơn 2,2 tỷ đồng, Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã chở nhau trên xe máy chạy trốn. Khi đến gần đường ray xe lửa thuộc xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, cách hiện trường gây án khoảng 3 km, hai đối tượng này đã điều khiển xe tấp vào khu vực hoang vắng rồi dùng lửa đốt sạch một số dụng cụ gây án để phi tang. Qua khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an đã thu được một khẩu súng, một cái búa, một con dao và một cái kìm đều bị đốt cháy. Toàn bộ đồ áo bịt mặt, khẩu trang, găng tay đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau khi phi tang xong, Nam điều khiển xe máy về hướng thị xã Long Khánh và gửi tại nhà giữ xe trong Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, rồi tiếp tục mang ba lô tiền cướp được xuống Bà Rịa, Vũng Tàu lẩn trốn. Tại đây, Nguyễn Vũ Hoàng Nam đã lấy số tiền 500 triệu đồng, gửi cho một người bạn ở huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu giữ dùm. Số tiền này hiện nay cơ quan công an đã thu giữ. Riêng đối tượng Trần Tuấn Anh do bị thương ở cổ chân không đi được nên lẩn trốn tại một bụi rậm ở khu vực xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Đến khoảng 19 giờ ngày 7 tháng 2, Tuấn Anh lết bộ ra quốc lộ rồi thuê taxi trở lên phòng trọ của Nam gần khu vực ga Sài Gòn để gặp Nam, bàn kế hoạch lẩn trốn. Khi hai đối tượng chưa kịp tẩu thoát thì bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ. Như vậy, sau khi vụ án xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn, với sự tập trung lực lượng bằng các nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành giáp danh đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng cùng với tang vật gây án. Tính đến thời điểm này, cơ quan Công an đã thu giữ khoảng 1,1 tỷ đồng. Theo VECE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, hai nghi can cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Dây từng là nhân viên bảo vệ của công ty VECE. Trưa ngày 8 tháng 2, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây cho biết hai nghi can cướp hơn 2 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Dây trước đây từng là nhân viên bảo vệ của công ty VECE. Cụ thể, nghi can Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, ngụ Tiền Giang, thường trú tại phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, được tuyển dụng từ ngày 5 tháng 1 năm 2015
đào tạo và làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc. Ngày 18 tháng 3 năm 2018, Tuấn Anh nghỉ việc. Trước khi nghỉ việc, Trần Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Dây. Còn nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ Nam Định, vào VECE làm việc từ ngày 14 tháng 3 năm 2015 ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Nam nghỉ việc từ ngày 4 tháng 2 năm 2019. Trước đó, Nam nghỉ không lương từ ngày 20 tháng 1 năm 2019. Trước khi nghỉ việc, Nguyễn Vũ Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm Điều hành Đường Cao Tốc HLD. Theo VECE, sau khi vụ cướp xảy ra, công ty đã tăng cường an ninh, thêm bảo vệ tại vị trí các trạm thu phí, đồng thời điều chỉnh thắt chặt an ninh trong thời điểm giao ca. Đồng thời, đang tiếp tục làm việc, cung cấp các thông tin cho các lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Hai nghi can cướp rời khỏi hiện trường lúc 7 giờ 6 phút ngày 7 tháng 2. Hai đối tượng cướp trạm thu phí khai gì tại cơ quan công an? Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi bắt được hai nghi can gây ra vụ cướp trạm thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra. Hai đối tượng khai nhận đã lên kế hoạch cướp trạm thu phí từ trước Tết Nguyên đán. Do thu nhập không đủ chi tiêu, nợ nần, cá độ bóng đá nên âm mưu đi cướp. Cả hai đều là nhân viên cũ của trạm thu phí nên đã nắm khá rõ quy luật hoạt động của nhân viên trạm, giờ giao nhận ca, chỗ để tiền. Sau đó, Nam và Anh mua một khẩu súng bắn bi trên mạng với giá 6 triệu đồng, mã tấu, bình xịt hơi cay. Khoảng 7 giờ sáng ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết, chúng chế biển số xe máy, mang theo nhiều vũ khí xông vào trạm thu phí. Đúng giờ giao ca, cướp đi số tiền lớn. Khẩu súng sau đó chúng đem đốt để phi tang. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, khi hẹn nhau tại ga Sài Gòn để chia tiền cướp và bỏ trốn thì cả hai bị các trinh sát công an tỉnh Đồng Nai cùng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt được. Thời điểm bị bắt, Nam đã dùng số tiền đi cướp được mua nhiều vàng để dễ bề mang theo.